Ngu Thư Hân thoát kiếp hot girl mạng, hóa minh tinh vạn người mê vẫn gây tranh cãi vì điều này. Trước đó, Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư từng bị dân chúng chê thậm tệ vì phong cách ăn vận khi xuất hiện tại Milan Fashion Week, Italia. Tuy nhiên, tạo hình mới đây của cô nàng đã khiến netizen quay xe. Sau lần để mất hình tượng tại tuần lễ thời trang Milan, nữ diễn viên Vân Chi Vũ quyết tâm lấy lại cho bằng được khi tham dự sự kiện Paris Fashion Week, Pháp. Quả thực, ở lần lộ diện mới nhất, Ngu Thư Hân khiến dân tình phải nhìn cô bằng cặp mắt khác. Từ trang phục, kiểu tóc cho tới lối trang điểm đều thay đổi 180 độ so với tạo hình trước đó. Ngay lập tức, cư dân mạng nhận định lần xuất hiện này Ngu Thư Hân vừa xinh đẹp vừa thời thượng. Đây mới đích thực là hình ảnh mà họ muốn thấy ở một nữ minh tinh trong tuần lễ thời trang. Theo đó, cô nàng diện bộ trang phục độc đáo không cần quá hở nhưng vẫn khoe được vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Chưa kể, nữ diễn viên đã tinh tế thay đổi kiểu tóc và lối make up nhẹ nhàng hơn so với trước kia, giúp tôn lên được thần thái kiêu kỳ và nét đẹp sẵn có trên gương mặt. Ngay cả camera tử thần của truyền thông quốc tế hay người qua đường cũng không thể dìm được nhan sắc Ngu Thư Hân. Qua đó, có thể thấy, nữ diễn viên Vân Chi Vũ và ekip của mình đã chú ý lắng nghe những ý kiến đóng góp của cư dân mạng lẫn người hâm mộ để đưa ra những điều chỉnh, thay đổi sao cho hợp lý nhất có thể. Đồng thời, nhiều người cũng cho rằng Ngu Thư Hân chỉ cần bỏ qua kiểu trang điểm bọng mắt to, màu sắc sặc sỡ như hot girl mạng thì sẽ auto đẹp. Được biết, thời điểm chưa quá nổi tiếng như bây giờ, Ngu Thư Hân từng có rất nhiều hình ảnh thể hiện khí chất tiểu thư đài các. Trọng điểm là khi ấy nữ diễn viên Vân Chi Vũ trang điểm rất nhẹ, chưa ưa chuộng nhiều màu sắc và những họa tiết kim tuyến lấp lánh hiện tại. Với diện mạo cải thiện đáng kể cùng sắc vóc cực phẩm của mình, Ngu Thư Hân đã khiến dân mạng xứ Trung đồng loạt quay xe, từ chê chuyển sang khen ngợi hết lời. Tại một diễn biến khác, mới đây, trang Maoyan đã chính thức công bố danh sách những bộ phim truyền hình Hoa ngữ ăn khách nhất quý 3 năm 2023, bao gồm 5 phim thuộc 5 thể loại khác nhau: phim chiếu mạng web drama, phim tiên hiệp, phim võ thuật kiếm hiệp, phim drama phổ biến nhất và phim chiếu đài, phim truyền hình. Kết quả cho thấy, ở dòng phim chiếu mạng web drama, Trường Tương Tư do Dương Tử, Đặng Vi, Đan Kiện Thứ, Trương Vãn Ý đóng chính được gọi tên cho vị trí đầu bảng. Nếu là một trong những mọt phim Hoa ngữ sẽ biết, Trường Tương Tư không chỉ khuấy đảo Maoyan, mang về những thành tích ấn tượng mà còn được nhiều tổ chức khác như Duzin, Văn Hợp, Weibo công nhận là tác phẩm bạo khoản hiện tượng trong mùa hè này cũng như năm 2023 nói chung. Kế đến, vị trí dẫn đầu phim tiên hiệp phổ biến nhất trên Maoyan quý 3 năm 2023, The Most Popular Sanxia Drama on Maoyan in quý 3 of 2023 đã thuộc về Ngọc Cốt Giao của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn. Được biết, quá trình đưa tác phẩm này ra màn ảnh nhỏ tương đối vất vả và gặp nhiều khó khăn. Cụ thể là khi đoàn làm phim vướng phải nhiều vấn đề phát sinh, hoãn chiếu hết lần này tới lần khác trong khoảng thời gian gần 2 năm. Tuy nhiên, với những gì Ngọc Cốt Giao làm được tính đến thời điểm hiện tại lại thấp hơn so với kỳ vọng của khán giả, nguyên nhân lớn nhất có lẽ đến từ nữ chính Nhậm Mẫn. Ngoài Ngọc Cốt Giao, Tiêu Chiến còn có một bộ phim khác cũng lọt top, chính là Nắng Gắt Bên Tôi, phim truyền hình phổ biến nhất, The Most Popular TV Series in quý 3 năm 2023. Dẫu biết kết quả này dựa trên số liệu tổng hợp lại nhưng nhiều người vẫn cảm thấy dự án Mỹ Nam Trần Tình Lệnh kết hợp với ảnh hậu Bạch Bách Hà không thực sự xứng đáng đứng vị trí này. Bên cạnh đó, một dự án khác cũng khiến dân tình bất ngờ không kém khi trở thành tác phẩm phổ biến nhất, The Most Popular Drama on Maoyan in quý 3 năm 2023, là Vân Chi Vũ, Trương Lăng Hách, Ngu Thư Hân chủ diễn. Nếu ai theo dõi sẽ biết bộ phim này nhiều phốt đến mức nào. Trong đó, lùm xùm lớn nhất chính là hành động nâng phụ dìm chính của đoàn phim cùng đạo diễn Quách Kính Minh. Thế nhưng, có thể thấy sau ngần ấy chuyện thì Vân Chi Vũ vẫn ngồi chễm chệ trên bảng xếp hạng Maoyan quả là không thể cảm thán hơn. Kết quả cuối cùng của danh sách này không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Bộ phim Liên Hoa Lâu của Thành Nghị với sức nóng không tưởng thời gian qua, nhiều thời điểm còn qua mặt cả Trường Tương Tư đã chiến thắng mục phim võ thuật phổ biến nhất, The Most Popular Martial Arts Drama in Q3 2023.